Chào tất cả, mình là Tuý với công ty Deop Simply Home. Hôm nay mình làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn tại sao thành phố Atlanta là trong những thành phố các bạn nên suy nghĩ tới nếu các bạn muốn dọn về định cư về thành phố Atlanta. Thì các bạn biết mình ở đây từ năm 96 đến giờ thì thành phố thay đổi rất là nhiều. Và Atlanta cũng trong những là thành phố mà người Việt Nam mình ở rất là đông. Và trong cái nghề của mình là nghề Deop thì rất là nhiều người gọi ở từ bên khác, nhất là bên West Coast, Cali, New York, Connecticut, Maryland. Thì người ta gọi về, người ta hỏi nhiều. Lý do là người ta hỏi tại sao Atlanta là trong những thành phố mà người ta phải định cư ở đây. Thì hôm nay mình muốn làm một cái video, mình hướng dẫn, mình tham khảo sơ sơ cho các bạn biết những cái điểm tốt và những cái điểm xấu ở thành phố này, cho các bạn biết được khi mà các bạn decide là mình muốn định cư gia đình mình về Atlanta. Thì hy vọng các bạn theo dõi cái video này mà enjoy những cái information provide hôm nay. Rồi, vậy đi ha, mình bắt đầu. So, các bạn biết thành phố Atlanta là trong những thành phố rất là đông dân cư Việt Nam mình. Ngoài Cali, Texas, Virginia thì Atlanta cũng trong những là thành phố và tiểu bang người Việt Nam mình ở rất là đông. Và nhất là trong những nhiều năm vừa qua, người Việt Nam mình lại di cư về thành phố rất là nhiều. Thì có rất là nhiều điểm. Điểm thứ nhất là khí hậu đây rất là đẹp. So sánh với New York thì lại mùa đông thì quá lạnh. Ở Florida thì mùa hè nóng quá hoặc là hay bão, người ta hay sợ. Texas thì mùa hè rất là nóng nên người ta không thích lắm. Thì có nhiều người thì định cư thì người ta suy nghĩ tới nhất là những người bên Cali, thì Cali khí hậu rất là đẹp. Thì Atlanta đương nhiên không bằng Cali, nhưng mà khí hậu được bốn mùa, xuân hạ thu đông đều là đầy đủ nên rất là nhiều người rất là thích. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai ở đây là chợ búa rất là đầy đủ, nhất là tại vì dân cư không phải là người Việt Nam mình mà người châu Á mình ở đây rất là đông. Thì mình tính sơ sơ trong metro Atlanta không cũng gần 30 plus cái chợ để cho người châu Á mình. Không phải là chợ Việt Nam mình không, mà chợ Hàn Quốc, chợ Trung Quốc cũng rất là đầy đủ. Nên người ta ở đây nó rất là một cái điểm mà người ta rất là thích. Thì ngoài chợ ra thì cũng có nhà hàng. Nhà hàng rất là đông. Thì đương nhiên là nếu mình so sánh thì mình không bằng bên Cali hoặc là bên Houston. Nhưng mà Atlanta cũng đang là trong những thành phố mà nhiều nhà hàng về đây rất là nhiều. Trong cái nghề của mình thì mình cũng làm both residential and commercial. Thì rồi cũng rất là nhiều người, nhất là ở bên Cali hoặc là bên Dallas, họ có muốn về đây mở nhà hàng cũng rất là đông. Thì mình nghĩ trong dòng tương lai này, Atlanta mình cũng có rất là nhiều nhà hàng. Hiện tại trong đầu mình suy nghĩ hay là mình research sơ thì cũng ít nhất cũng phải là gần 70 hoặc là 80 nhà hàng Việt Nam within the metro Atlanta. Nào, cái đó là nhà hàng Việt Nam thôi, mình chưa nói tới nhà hàng của những người châu Á là giống như Hàn Quốc, Trung Quốc. Đây cũng rất là đông đủ. Thì những cái video kỳ trước mình có những làm cái tour cho những cái nhà hàng hoặc là những cái đường phố mà Việt Nam mình ở đây rất là đông, nhất là đường Pleasant Hill thì các bạn cũng biết rồi. Rồi, điểm thứ ba là nhà cửa ở đây rất là rẻ so sánh với những tiểu bang khác, nhất là ở Cali hoặc là New York hoặc là Virginia. Những người ở tiểu bang khác dọn về đây thì người ta hay chú trọng coi nhà. Ví dụ như trung bình nhà ở New York đi các bạn coi thì rất là khó để mua nhà trên đó, hoặc là Cali họ cũng rất là khó để mua nhà. Nhưng mà về đây Atlanta các bạn bỏ khoảng 300, 400, 500 tùy theo cái túi tiền của mình là kiếm được một căn nhà rất là lý tưởng. Nên người ta rất là thích mua nhà ở Atlanta này. Rồi, một điểm nữa là giống như công ăn việc làm ở đây rất là dễ kiếm. Nếu các bạn coi nhất là cái mùa pandemic vừa qua thì nếu mà mình tính so sánh cái unemployment rate là cái rate của thất nghiệp đó, Atlanta có 5.3, trong khi đó mình so sánh với Cali là gần 10% lận, thì 10% lận. Bởi vậy dân số Việt Nam ở Atlanta đây công ăn việc làm rất là đầy đủ, cũng dễ kiếm. Tuy là cái medium wage nó không bằng bên Cali, nhưng mà thật ra là nếu mà mình so sánh cái cost of living với lại cái cost of housing thì nó cũng share với nhau thì nó cũng ok. Một điểm nữa là rất là nhiều người hỏi, nhất là họ decide là một là họ dọn qua bên Houston, Dallas hoặc là Atlanta, là cái thuế đất. Các bạn biết thuế đất ở đây ở Georgia thì thường thường là trung bình khoảng trong vòng 1%, trong khi đó Texas là gần 1.6% lận. Lý do 1.8%. Lý do là Texas, Florida, Tennessee, có vài tiểu bang nữa là họ không lấy state income tax. Thì đương nhiên nó lợi thì mình đi làm thì mình chỉ đóng tiền xuyên bang thôi, còn tiền tiểu bang thuế mình không có đóng. Nhưng mà phải ngược lại thì cái property tax, cái thuế đất của nhà nó rất là cao. Bởi vì Georgia thuế đất nó vẫn rẻ hơn những thành phố khác, nhất là những người ở trên Northeast giống như Connecticut, Massachusetts, Maine người ta gọi về. Thì người ta so sánh cái tiền thuế đất thì đây là rất là thấp. Trường học ở đây rất là tốt, thì giống như là những cái big major university giống như Georgia Tech, Emory, UGA, Mercer, Georgia State University. So rất là nhiều trường đại học ở metro Atlanta này. Những high school giống như là Georgia Science of Mathematics,
So cái đó là lottery, nó rất là hard to get in, nhưng mà nó là number 1 in Georgia and number 12 in the country. It's located here in Lawrenceville, nhưng mà rất là tough to get in, and not like based on a lottery basis as well. Lambert High School, Northview, Beaufort, North Gwinnett, Brookwood, Petrie Ridge, and this is just a few school that mình chỉ name ở trong quận Gwinnett County mà người Việt Nam mình ở đông. Thì giống như mình so sánh thuế đất rồi tiền xăng, thì tiền xăng trong này cũng ok. Nếu mà mình mới check ra là khoảng 2.63 một gallon, mà trong khi ví dụ như taxes thì nó rẻ hơn là 2.5 thôi, nhưng bên Cali là khoảng gần 3.7 lần thì nó cũng hơi cao. Thì những cái điểm đó là cũng không phải là cái điểm chánh, mà ít nhất người ta cũng biết được, người ta so sánh cái cách làm việc, cái cách lối sống ở Atlanta ra sao. Bệnh viện đây rất là đầy đủ, giống như Emory, Piedmont, Northside, Children's Healthcare of Atlanta rất là good cho thiếu nhi nữa. Thì những cái điểm này là mình thấy là người ta rất là thích. Còn về bên tôn giáo thì ở đây chùa cũng rất là đông, nếu mà tính trung bình là khoảng 30 cái chùa, 30 chùa xung quanh thành phố Atlanta. Nhà thờ cũng rất là đông, giống như cũng around 20 largest church around here, thì cũng rất là nhiều. Thì đó là những cái điểm mà mình thấy là rất là cho những người rất là thích về thành phố Atlanta. Nhưng mà Atlanta cũng giống thành phố khác thôi, thì dân số càng ngày càng đông. Thì hai cái điểm trừ mà mình thấy là thứ nhất là cái traffic nó rất là kẹt xe, dân số về đây hơi đông nên lúc nào đi đâu cũng bị hơi kẹt xe, public transportation nó không có bằng những thành phố khác. Cái thứ hai nữa là giống như mình nói là khí hậu mình được bốn mùa rất là đẹp, nhưng mà cái mùa spring là cái mùa hiện tại bây giờ là khoảng thường giữa tháng 3, giữa cuối tháng 3 cho tới giữa tháng 4 là cái pollen, là phấn hoa, là trong những cái mà điểm trừ mà đối với mình không được thích lắm. Nhưng mà overall thành phố Atlanta cũng là trong những thành phố mà mình biết được bang đang phát triển rất là mạnh. Riêng về người Việt Nam mình thì đây là trong những thành phố mà mình chắc chắn sẽ là một thành phố cho người Việt Nam mình ở rất là đông, ngoài Cali ra. Có thể Houston, nhưng mà mình nghĩ là hiện tại based on what mình thấy là Atlanta là trong những thành phố đó. Thì hy vọng cái video này giúp được các bạn để suy nghĩ thêm khi các bạn muốn make decision dọn về Atlanta. Rồi, một lần nữa mình là Túy với công ty The Optimally Home. Mình cảm ơn các bạn theo dõi cái video. Hy vọng cái video này cũng có một vài tài liệu gì đó để cho các bạn khi mà suy nghĩ tới tại sao dọn về thành phố này. Một lần nữa mình là Túy, chào các bạn.